nước luôn, của mình ngóng đó. Ngày 1 giờ khuya mấy giờ nó mới chìm luôn? Ờ, 12 giờ mấy bắt đầu, 12 giờ mấy cái nước rồng, cái nước lớn lại bắt đầu chìm xuống luôn. Ờ. Tất cả bà con trong nước và ngoài nước sự giúp đỡ cho tôi sự cố á, tôi không biết nói hơn. Chìm ghê tôi mừng quá. Mà không nổi tôi muốn tắm. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Phụng Hiệp của tỉnh Hậu Giang. Những ngày trước đây thì Bùi Hồ nhận được một cái thông tin á, là chiếc ghe của ông ba tự nhiên chìm trong đêm. Và không biết vì sao chiếc ghe ông ba lại chìm. Ngày hôm nay từ thành phố Hồ Chí Minh, Bùi Hồ phải chạy về đây, chạy về Cà Mau. Và sẵn tiện đây thì Bùi Hồ cũng ghé thăm cái hoàn cảnh của ông ba, cũng như là xem cái cuộc sống hiện tại của ông ba như thế nào. Trước đây thì có Mạnh Thường Quân gửi cho Bùi Hồ tiền để mà có thể hỗ trợ ông ba điều trị cái căn bệnh của mình. Nhưng mà ngày hôm nay cái việc mà ông ba lo lắng nhất đó là không còn cái nơi ở nữa. Mời cô bác quý chị cùng xuống đây ha. Đây là cái chiếc ghe của ông ba nè cô bác quý chị. Cái chiếc ghe này á thì được những cái nhà hảo tâm á, người ta cất cho từ một cái chiếc xuồng nó đã cũ rồi. Và nghe nói rằng thì cái chiếc xuồng này nó đã bị mục. Thấy những cái cảnh mà mọi người tát nước cũng thấy thương ghê á. Ui da. Ôi giời. Chào ông ba. Chào. Ủa, ghê nghiêng chứ hả ông ba? Ừ. Ôi trời ơi. Mọi người thấy nè. Còn gì đâu nữa đâu trời. Rồi mấy ngày nay rồi, chìm mấy ngày rồi? 3 ngày, 4 ngày. 4 ngày rồi. Chìm 4 ngày rồi. 4 ngày 3 đêm. Ồ, có biết nguyên nhân vì sao nó chìm không? Nó vì ra nước nè mọi người. Ừ. Ô, có chừng, có chừng. Ừ. Cái mũi này nè, nằm cấn này nè. Dạ. Cái chỗ này nè, nó nằm chút này á, nó cấn đầu này nè, nó vậy nè, nó cấn đầu xuống dưới. Thành ra bây giờ nó hở bè, hở như là hở cái bè luôn. Ừ, hở ghe cho luôn. Là lý do là nó bị sóng đánh hay sao? Sóng đánh nước lớn quá trời lớn rồi. Dạ. Cái nước động mà không ai đó, cái tôi ngủ nửa đêm đó, cái sao ngủ xuống nó kỳ trời. Sao mình ngủ mới làm gì sao mình biết nó trùng nước giật bệnh vậy, sao nó cấm đầu vậy? Lúc đó mấy giờ? Khoảng gần 1 giờ khuya. 1 giờ khuya? Ừ. Sợ không? Sợ chứ. Mình ăn tôi bắt đầu tôi lấy cây tôi. Cây tôi nại đâu nổi. Quá trời đặng nước vô của mình ngóng đó. Ngày 1 giờ khuya mấy giờ nó mới chìm luôn? 12 giờ mấy bắt đầu, 12 giờ mấy cái nước rồng cái nước gần lớn lại bắt đầu chìm xuống luôn. Ồ. Thấy tuổi chưa? Thấy không có nhà tuổi ha? Ừ. Đó. Rồi hôm gần ba ngủ ở đâu? Ngủ mà nhà bên nhà người ta chạy đó. Dạ. Trên nhà mà bà con nó sớm á. Đâu có đi lượm dây chai gì hả? Không gần buồn quá như gì sao lượm được. Dạ. Thấy chai nó trâu đó rồi thì mình thả. Nói chung là một ngày tôi xuống rồi ba cũng tập tôi dòm cái hồ cái cầm đồng được cái lậu lên. Bên ngồi hồ xuống dòm ghe nó chìm đó. Chìm luôn. Động đất không có thấy, còn thấy gì mà. Có cây tới đây mà còn ngập hút luôn đó. Ừ. Cái chiếc chiếu của mình đây hả? Hả? Phải không? Cái chiếu đó là... Mà chiếu gói đây đâu rồi ông ba? Cũng đem lên trơn rồi. Đem lên hết trơn rồi. Ừ. Phan, từ lúc khoảng gần 1 giờ, 12 giờ mấy là tôi bắt lên gần 1 giờ, bắt đầu tôi cuốn chiếu quần áo tôi thảy đạn bờ trơn luôn. Nó trâu tùm lum cho la. Trôi luôn hả? Hả? Trôi luôn. Ừ. Không nhờ cái mình nước chưa ngập tới. Mấy chút đó à, cái bắt đầu tràn trào từ từ, bắt đầu tôi quấn bá trời, tôi cuốn mùng chiếu trước nhất đó. Quan trọng đó là cái mùng mà nó ướt, mùng mà nó ướt với qua mấy ngày mấy cô. Thành ra cái đó mà mùng mình thảy đạn chỉnh. Cái nào quan trọng nhất là gạo đó, bưng lên. Rồi mới đầu cái gì? Ba cái nước mắm này cho mà lộ tới đây nè. Nước ngập tới vậy đó. Nước ngập tới luôn quần luôn. Ừ. Cái này luôn hả? Tụi nó chú quay sơ lên ra. Cái cây nó ngập trên cái cây luôn. Ồ mọi người, nước nó ngập nè, nước này nó ngập
lúc luôn nè. Ừ. Ngập hút cái cây chú Vịnh luôn đó. Hút cái cây này đúng hả? Ờ, gần lên đất rồi đó. Ôi trời ơi. Thương ghê không? Bởi vì kìa, đó, quay lên đó, nó nước ngập tới đó đó. À, có cái chớn kìa. À, có chớn đó. Dạ. Ý là có đó nghiêng vậy đó. Nó chưa còn chớn à. Mà lúc ngập quá thì không biết làm gì luôn. Ừ, chịu chặn chứ sao vậy? Đứng cái giọng hoài. Tại đi bây giờ bụng phải mình phải ba cái gạo sóc gì đó mình đem lên trước. Dạ. Rồi mùng mệt quăng trước. Tôi đứng làm sao quá, làm sao nó nổi nè. Chứ trước đi chèm bài đứng sau phải dậy. Lúc mà quýnh bái trời quýnh rồi. Gần 1 giờ kia có ai đâu. Phải có được 3 quân người chạy ra được. Nghe lúc đó nước nó vô cái xịu à. Mình nên tôi đứng quán cố gắng mà cố nổi. Yếu quá rồi. Cái phần cái mũi có mũi nước vô quá trời rồi. Nước ghe quá trời nặng nữa. Là xử lý công việc trong đêm luôn. Ừ, xử lý công việc trong đêm luôn à. Dạ. Và có mất mát gì không? Mất thì không có mất rồi. Cũng như là mình chịu lạnh. Chịu lạnh? Ừ. Rồi buổi tối đó rồi ngủ ở đâu? Cũng bơi lên trên đó chạy cái chiếu rồi đắp mềm rồi ngủ, cũng ngủ cắn. Ngủ ở cặp mé đường luôn? Ừ, cặp mé đường phía trên nhà người ta. Rồi xe chạy ồn quá sao ngủ? Rồi cũng quen rồi. Mình ngủ phía trên chứ không phải... Rồi không có mùng luôn hả? Mùng ướt hết? Mùng đó rồi, lúc đó quấn bán trên rồi đắp đại đi gần một cái máy rồi. Dạ. Rồi xong rất sáng đêm đó trong cái trời mau sáng rồi đựng xuống gần cái ghe nữa rồi gần ghe thô nó vậy ra coi. Rồi con hỏi nè, hổm gài hết nhớ ông Tư chưa? Đã nhớ ông rồi, mới điện ông rồi. Ông ơi, mà hôm qua thì điện, ông nói vài bữa anh xuống. Rồi nói điện ông nói anh còn lâu anh đi về thăm em ơi. Rồi dạ. Nói em cứ ghe bị chìm thì có không? Nói có anh ơi, bây giờ thôi. Em hết biết rồi Trăng rồi. Hết biết rồi Trăng gì luôn rồi. Ừ, cũng như mình buồn đó. Dạ. Buồn quá bây giờ chỗ nơi là ăn nhở động cho cũng... Ừ, qua đây cho mọi người thấy mặt của ông ba với. Ừ, qua nữa. Rồi không biết trời Trăng gì hết. Ừ, hả? Trong tim đó tôi dính lên bãi cây tôi nằm để ngủ cho nó. Tôi nghĩ rồi mình sợ bù đăng với trở ngại gặp khó khăn với già đừng sống đó nó đau cái mình ngủ bệnh bại là nguy hiểm thôi chịu khó lên trển mình ngậu ý mình ngủ trước thằng ba ta đó chạy chiếu chiếu của ướt luôn một gấu của ướt chạy ngủ đại cái sao vậy. Trong đêm đó là bị mũi chích dữ luôn, cái mền thì ở cái mùng thì ướt. Ờ, cái mùng ướt. Đồ đạc thì cũng ướt nhiều. Cũng ướt có nhiều. Rồi ngủ rồi có bị lạnh không? Thì có lạnh đó mà đắp hồ cái nực quá tóc ra hồ đắp lại hồ tóc ra. Rồi từ chiều trận từ mấy giờ đến mấy giờ? Từ 1 giờ từ 1 giờ mấy mới có ngủ gần kèm gần 2 giờ á cứ lộ tới luôn rồi thấy đồ đạc đó rồi mình thảy nữa coi mình gom lại rồi ở trên bờ nó nước ngập nữa sao cái ngập tới đây nè. Lộ lẫm tấm lẫm tấm lộ nó lại muốn té xuống vừa gắn lộn chứ sao vậy đồ đạc mình phải bảo quản mới được. Có cái nào không có nào mất hết đúng không? Không chỉ không có ướt thôi. Ờ, có ướt thôi còn đồ đạc là còn nguyên à chứ không có mất hư ra điều chưa lên vô cái điện thoại bỏ sao trước rồi. Sợ nó hư đúng không? Sợ hư đó mà hư cái là mất liên lạc nữa, mất mình nói chuyện ba lại đó. Dạ. Thì cái là vô cái điện thoại rồi bỏ sao chứ nhất. Dạ. Rồi con hỏi nè, hổm gài thì ngủ ké mái hiên nhà ta hả? Rồi ngủ trong túp. Dạ. Ở trong cái xe đó là ngủ suốt trong túp. Đầu hôm tức là ghe chìm có ngủ ngoài mé hiên rồi sau này hỏi người ta đồng ý mới cho vô nhà ngủ. Hổm gà ông ăn uống làm sao hả? Hổm gà ăn uống làm sao bây giờ? Tôi cũng nói thẳng đi, buồn quá hôm nãy múc được chưa được nửa chén cơm nữa. Ăn với gì?
ăn với cá. Cái bồ quá cái bồ nuôi đó. Rồi nè, nấu nướng ở đâu? Nấu ở trên nhà của cái chú mà tôi ở đậu luôn. Ké nhà. Ở trọn cái nhà đó. Rồi nấu nướng ở đó luôn, tắm rửa. Tắm rửa xuống này tắm. Dạ. Cũng như làm đạo mà dễ lắm. Phức ấy dễ lắm hơn bà. Uống nước ở đâu tắm ở đó đó hả? Tắm ở đó đó. Còn nước ngập thì ngồi đây tắm luôn. Vậy nước ngập ngồi đây tắm luôn. Nước ngập mình té cả ơi. Giống như cái bồn tắm lớn rồi. Nãy tắm nè, tắm từ bữa rồi ngồi đây tắm nè. Múc ở chỗ nào? Múc ở ngoài. Dạ đem vô. Không mình tắm đó mình vô đây thay đồ. Những bộ đồ này là của ông để mà đợi tắm ở dưới này đúng không? Có dây xà bông nữa kìa mọi người. Có dây xà bông đấy sao sẵn cả. Rồi nửa đêm bồi chìm vậy là thấy tuổi không? Trời ơi, tôi nói tôi ngủ không được sao á. Cứ tao thức thức hoài không, là người trong trời mau sáng xuống dưới mưa khi mình còn quên vậy đó, cũng gán lỗi. Dạ. Gán lỗi có cái mình gờ gờ nè, có còn sơ sót nào. Có là hên tôi đậu cái này em, mới trâu đó. Mà nhà tôi chịch đây là tôi cũng có ý chút, phải nó sụp một cái thấy bài luôn. Đúng rồi. Có nghĩa là nó chìm nước nó ngập luôn, không thấy chỗ nào là ván luôn đúng không? Nó lên cao vậy đó. Dạ. Cái phần sinh bụng nó cái bụng nó đục ngầu quá. Thì đó rồi mình đi ra, rồi từ ra. Bây giờ có muốn về Cà Mau ở không? Về Cà Mau thấy không được đâu, nói bây giờ trở lại Ninh Chúc mình sống đã quen đó rồi. Thì tôi ở đây nhờ một cái là đi vớt cái chai vừa trên bờ vừa dưới sông. Thì giờ dưới ông ba cũng vớt vậy? Mà dưới tôi mà thích tôi mà ở đâu rồi tôi thích tôi đùng mấy liền. Rồi đi chơi thì 5-7 ngày tôi đi. Rồi bây giờ con về Cà Mau nè, ông ba đi không? Thôi bà. Đi không, con chở đi để ông ba trị bệnh luôn nè. Bệnh đâu có nhiêu đâu chị. Ngày mai con đưa về. Hả? Đi giờ này mai con đưa về. Đi trị bệnh trĩ dưới luôn kìa. Mai về ở đây tôi cất nhà rồi, mơ cất rồi. Khưa cây trơn rồi đó. Ủa cất ở đâu? Đi hả? Người ta cho hả? Cho vậy. Hỏi mà có để mượn chú đó, người ta đồng ý tôi cho ăn ăn nhờ đậu á. Hết nhiêu tiền? Hả? Cất nhiêu tiền? Cái này cưa không, nổi cưa không á. Tiền cây là 3 triệu, còn tiền cưa thì 700. Là 3,7 triệu. 3,7 triệu. Còn mai là bắt đầu lên sườn đó, rồi mới đo tôn rồi cũng như bề ngang như dài nhiêu đó mới biết được mình cắt tôn. Còn tiền không? Hả? Còn tiền không? Còn. Còn được nhiêu? Còn 3 triệu rồi gửi người ta rồi. Gửi ai rồi? Gửi đi, chúng mượn ông cắt giùm bà. Chứ để ở đây dân bị bệnh tôi sợ quá. Ổn rồi có mấy đứa cháu đó, ông đi còn tôi thấy ba bốn người xuống ghe ông kiếm đường biết. Ba mấy thằng cũng quỷ quái lắm. Vậy nè, có một chị Thuận ở Mỹ gửi cho ông ba 200 đô. Một bạn tên Thảo ở Mỹ gửi cho ông ba 3 triệu. Thì bây giờ là để ngày mai con ngang con ghé con thăm con ba cắt nhà như thế nào. Rồi nữa con gửi cho ông, mọi người tính nói là chở cho ông ba đi Cà Mau trị bệnh kìa, chị Thuận nói á. Nhưng mà bây giờ đã rồi, ngày uống thuốc mới còn chút xíu đỡ rồi đúng không? Bị là khẩu kiếm chị đi. Bây giờ sáng bây giờ tôi cũng buồn mà tôi cũng bệnh uống thuốc rồi đó. Đúng là một ngày tôi uống này chắc này cử thứ hai đó, chịu cử là 3 cử đó. Bây giờ chưa chịu đi trị bệnh đúng không? Nhưng mà bây giờ con đưa ngày mai con đưa tiền ba, ông ba giữ được không? Được. Thì ngày mai con ghé ngang con có thể đưa cho ông ba. Thì tôi mấy tôi gửi chú mừ ổng nhà ta có cũng cái gì sắt nữa, tôi giữ hàng trăm bạc tỷ rồi. Cây dầu sức còn không? Còn. Sức im không? Ổng này sức cây dầu cũ mà đau bụng tôi quên nữa. Vụ này tôi quên đầu cũng đuối biết à, đúng buồn đó. Còn dầu dầu hơi. Đây nè. Còn nguyên hả? Sao ông Thảo ra sức? Trời ơi, tôi nói trúng rồi, cái tôi buồn. Buồn cái vụ người chìm ghe nè nọ nè. Đau bụng, đau bụng lại đi cầu đi chút. Chai này chưa khui luôn hả? Chưa khui. Còn chai này? Chai này chai cũ hả? Chai cũ, chưa khui.
Trời đó mới đi đưa ông Tư về quê rồi mang theo rồi. Dạ. Anh ra cái sự cố tôi thì chú tôi cũng buồn lắm. Không về cái vợ ông với xong thì cái vụ chìm ghe với lại nhớ bạn vụ nào buồn hơn? Với vụ mà chở Văn ở là chìm ghe buồn hơn. Buồn hơn. Ừ. Chở Văn chở ngủ hoặc giao tri kỷ xong buồn nhiều. Cũng nó ổng lắm mà điện nhà điện ổng cũng có điện thoại mà cũng đỡ buồn chút. Quan trọng nhất là cái chỗ mình đang ở nè. Nó chìm rồi một cái chú dùng nửa đêm một cái mấy rồi. Tôi hết biết gì chăng đi. Một đêm rồi tôi xuống. Còn thấy tát nước quá trời luôn mà. Ồ, vừa bơm ở cái bình á. Vừa bơm cái tôi vừa tát. Tát là hậu cái tát. Nước rồng đỡ. Ủa cái gì mà kỳ trời. Tắt nước gì mà thấy không giật. Càng tắt ra thì nó càng vô. Đến lớn rồi. Từ từ vụ này ngồi dưng rồi bỏ luôn. Đúng là dậu đổ bìm bìm leo vừa mất bạn rồi bây giờ lại chìm ghe nữa. Ừ. Rồi hỏi chú vừa gặp một cái bây giờ ở ngoài chú vừa thấy liền nước giật chú nó hở vậy. Hở còn cái tức là cái lái nó giảm bớt luôn cái chân rồi. Có cái nhà có khóc không bà? Khóc trong khóc cái khóc luôn hả? Muốn khóc gần nước mắt luôn. Gần nước mắt luôn hả? Ừ. Gần nước mắt vì mình mất đồ, vì chìm ghe hay là mình nhớ mình thấy tuổi này mình không có con rồi mình là không có con nữa đi mình chìm như vậy mình khóc vì cái gì? Rồi khóc về mình sống mình nên mình với sự cố xảy ra đó không chỗ ăn chỗ ở đó mình không được yên tâm đó thầy cũng buồn cái đó. Nhưng mà thôi chìm ghe vậy mà một sự cố như vậy mình lại gặp thêm điềm may. Ừ. Đó là mình không còn sống ở trên ghe nữa, mình lại có nhà. Đúng vậy. Thì cái đó cũng là một cái niềm vừa mình lấy cái đó nỗi buồn đó mình vơi lấp đi, mình có niềm may. Không chìm ghe mình vẫn sống ở trên xe ghe. Đúng không? Đúng rồi. Bây giờ với ghe là với sự cố rồi bây giờ mà mừng cái đó là bây giờ được là mơ tiến hành có cái nhà. Thì cũng mừng cái đó rồi, yên tâm hơn. Bác anh chị ủng hộ hả? Nhờ cô bác anh chị trong nước ngoài nước đó mà giúp đỡ tôi cất cái nhà đó rồi mình ăn ngủ yên giấc khẩu còn bập phòng lo sợ vụ chìm ghe chìm sổ rồi. Cái ghe cũ thì nó đụng vô nó phải chìm thôi, đó là điều tất nhiên. Ừ. Tại vì con thấy mà mỗi cái vách nó cây nó đều mục hết à, mục cái sao rồi dạ, nên chìm là một cái chuyện gì nó cũng không sớm thì muộn nó cũng phải xảy ra thôi. Nhưng mà đôi khi nó chìm vào cái thời điểm này á thì ông ba còn sức khỏe, còn dọn dẹp đồ gom những cái thứ quý giá nhất cho mình. Ừ. Nên cũng đỡ hơn. Đỡ hơn. Cho để mà 90 tuổi nó chìm ha. Cái là chìm mình đi luôn à. Đi luôn. Chìm cái là tự mình chết theo nó luôn á. Ừ. Chú thấy bây giờ cây cấu nó trâu đó. Nè. Trời ơi nước dùm nó lên một cái tôi nó đậu nước tới đây. Quá trời nữa rồi. Thế ba chục tội nghiệp lắm cô bác với anh chị. Một mình một sống trên cái chiếc ghe thì lủi thủi mình mà lại chìm ghe thấy cái cảnh cũng tội ha. Nếu như mà cô chắc có thể là con của ba sẽ xem được những cái thứ phim như thế này, nghe ba kể lại những cái câu chuyện thì chắc con nghĩ rằng con của ba cũng khá là xót. Rồi, đúng con rồi. Nghe cái câu chuyện của ông ba thì con cũng rất là xót xa cho số phận của một cụ từng nửa này phải nửa đêm phải chống chọi với cái cảnh chìm ghe, lên đơn đã đành thì bây giờ lại có chiếc ghe là một cái tài sản lớn nhất mà lại chìm luôn. Dạ. Bây giờ thật ra thì khi mà không chia sẻ những cái thứ phim như thế này á thì chắc có lẽ là mọi người không có chung tay nhau giúp đỡ thì chắc có lẽ là ông ba không có được cái nhà đâu. Dạ. Không biết vài ngày tới sẽ sống ra sao nữa. Dạ, đúng vậy ạ. Tới đó là không chung tay. Quay qua đây cho cô bác của anh chị xem nè. Nãy giờ bộ muốn quay mà mặt bên kia quay. Hả? Bộ mày lấy mà nước cái mặt nước đó nó lớn tới đó đó. Thôi vậy bộ bỏ qua đi. Sao giờ mình buồn quan vậy, bây giờ mình vui có được mơ được cái nhà mới rồi, yên tâm rồi. Nó gặp luôn nó xô ra rồi. Chóng mặt thiệt luôn á ông à. Chóng mặt này. Ông quen chóng mặt đó. Con ngồi đây bị nghiêng nè, chiếc xuồng nó bị nghiêng á, chóng mặt ghê á. Ừ.
ý là nước vô cái ghe nó chìm xuống, không phải bị ghe nổi rồi bà hổm xuống mới thấy cảnh hả? Đúng không? Nó lắc một cái. Hả? Biết rồi, đỡ mặt biết sư quân gì rồi. Biết. Chú ba. Ừ. Ba khỏe không chú ba? Khỏe thì buồn muốn chết chứ khỏe. Trời ơi, con nghe nghe coi nếp thấy chú ba bị chìm ghe, con lên đây thăm chú ba nè. Ừ. Cứ sáng có điện cha con nữa. Dạ, có điện cha con nữa đó hả? Ừ, điện hôm qua còn sáng nay nữa. Dạ. Con gặp coi bữa nay 3-4 ngày rồi. 3 đêm 4 ngày rồi. Rồi giờ báo mà con gái hay là mình cho trúng nè. Mà chỗ này nè, ngay chân đây nè. Dạ. Rồi cất... ngay đây thẳng rồi. Ngay chỗ này hả chú? Ừ. Dạ. Mới là bữa nay cưa cây rồi, mới là mướn ba người, cái chú phụ họa nọ. Dạ. Chắc cũng 3-4 người, 4 người luôn. Dạ, mình lên bà ở luôn hay chú ba? Ừ, lên bà ở rồi. Dạ. Còn có khỏe. Còn nghe đây là gì nè chú? Ta bình luận đó để cũng như để kỷ niệm tôi khổng tính là tôi tính mướn thợ gỡ cho luôn. Rồi mình lấy cái này mình lên cắn cảnh. Có tiền nước ngoài đó tôi gửi tiền vậy, cứ nói thôi cái ghe đừng có dở, tức là để kỷ niệm đó thì làm nhà máy tôi toàn bộ cho luôn. Mình có thể lấy dáng này mình lót cái chảnh được mà chú ba. Ừ, nhưng mà cái này ta nói để kỷ niệm mà. Ừ, để kỷ niệm đó con, tính là chú muốn dở mà lên làm lót nhà sàn đó. Dạ, gọi chị nước Mỹ để làm kỷ niệm luôn ha. Ừ, chị nước Mỹ chỉ điện cho Út Đồng Tháp, Út Đồng Tháp mới bàn qua chú đồng ý tôi đó. Ừ, tôi đồng ý. Dạ. Từ sữa này nọ, tôi nói khỏi sữa đâu, bây giờ sữa cũng vậy mà. Con kêu ở dưới đi luôn với con đi, không chịu đâu. Thôi giờ coi, sự cố. Bây giờ nó gố gậu, đổ gậu rồi. Bây giờ nỗi khổ đau bỏ qua ba đi, còn bây giờ chú bảo con cháu đừng nhà mới, cũng bằng đời. Nói khổ đau mình bỏ sang rồi. Cái buồn hoài cũng vậy à. Cái gì nó qua rồi mình cho nó qua đi. Ờ đúng rồi, dạ. Cái gì nó qua cho qua đi. Dạ, gì cho nó qua đi, mình bắt đầu cuộc sống mới hay chú. Ăn cơm mà không vô mà. Ăn cơm mới mút ghe muốn à. Có bữa mà đầu tiên rồi đó. Ghe chèm cũng như tôi nấu nồi cơm hôm qua, bữa nay đói quá, dở ra nồi cơm thêm nhát luôn. Bỏ luôn. Kiểu đó. Tại vì tôi thấy hoàn cảnh nó chìm rồi mình buồn. Dạ. Mấy ngày nay chú ở đâu, chú ăn đâu? Ở đậu bên nhà bà con lớn sớm trên này nè. Dạ. Tòa án lương tâm có cắn rứt không? Đúng, cắn rứt không chứ. Dạ. Chắn cha con chú ba buồn không? Nhớ không nhớ? Chú điện cha con hoài vậy? Dạ. Ai vậy? Có gần đó là có biết con nào làm con nói chú nữa, nên cảm ơn. Với xin đó ông thậu hơn. Mới điện chú Hồng Môn chế cũng như là nghe cái con cái clip đó bị sự cố chìm ghe đó. Dạ. Cũng chia buồn với chú. Vậy nói rồi giờ chú nhận con làm con nuôi không? Hỏi giờ cha con chìm ghe xong có con nuôi luôn. Có con nuôi luôn. Nói cha con tôi dậu đó, vậy anh tuổi chú ơi 6-7 tuổi mới dạ. Đúng rồi, cha con cứ 6-7 tuổi rồi chú ơi. Bây giờ chú nhận con làm con nuôi chú không? Đồng ý luôn. Con cảm ơn với là... Chỉ là mừng rồi. Ừ. Dạ. Con với con là cảm ơn. Rồi cảm ơn. Tại vì hai chị em đó. Chú nhớ cảm ơn. Rồi cái đó cảm ơn. Trời ơi, nhớ là có hai đứa con nuôi luôn. Ờ, được hai đứa con nuôi. Chị cảm ơn là... Bởi mấy con hết tiền. Đâu nhớ vậy? Nhớ cảm ơn chị ở đâu? Cảm ơn mà ngõ Tây Ninh hay sao á? Xin số thoại Hưng. Đúng rồi, liên lạc với Hưng. Ờ. Dạ, cái bạn với Hưng. Hôm nay con hết tiền đi xe về kìa, cho tiền con về nuôi về Cà Mau kìa. Ừ. Sao không? Tiền là có rồi đó. Dạ? Tiền là có rồi đó. Có cho không? Có. Cho không? Cho à. Cho hả? Ừ. Thì trong cái đêm đó là có bóng 1 giờ, 12 giờ mấy 1 giờ bắt đầu chú đồ đạc đó. Nhờ thích chung chung chút cho lại cúng thấy đại em chảnh luôn. Gần trên bờ cái chỉ có nữa nước ngập cái nữa, trời ơi rồi muốn té lên té xuống, cố gắng nó rồi sao giờ. Thôi thì cố gắng giữ gìn sức khỏe. Ngày mai con cũng sẽ ghé lại đây. Rồi con với chị Cẩm Hương thôi, bây giờ cũng gần chiều rồi, chạy về Cà Mau nè. Rồi chị Cẩm Hương cũng ghé thăm ông ba. Rồi cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Thì ngày mai con ghé lại thăm thì ông cháu mình sẽ tính tiếp. Rồi, rồi.
xin chân thành cảm ơn cô bác quý chị xem video clip đến thời điểm này. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị ạ. Rồi xin chào tất cả bà con trong nước và ngoài nước. Sự giúp đỡ cho tôi sự có quá. Tôi không biết nói hơn. Chị em ghé tôi mừng quá. Mừng không nổi tôi muốn khóc. Tại vì có nhà mà. Có nhà mà chết. Có nhà. Rồi vui nó được không? Nó buồn hoài rồi nó được. Rồi nói lại. Từ từ. Được không? Cái làm ta bên đó nói. Ra lại nè, 2 3. Tôi rất cảm ơn, chân thành cảm ơn bà con trong nước và nước ngoài ủng hộ của tôi được một chút tiền để tôi có chỗ nơi ăn mở. Chìm ghe. Sự cố rồi bị chìm ghe đó. Tôi mừng quá. Rồi với sự độc sức bất ngờ đó chị ở nước Mỹ đó gửi tôi một số tiền cách toàn bộ nhà mới không. Còn này chỉ nói là cái này là đừng có dở để kỷ niệm. Đó. Thật ra là có hai ba một chị Thuận ở Mỹ gửi cho ông nữa đó, với lại bạn Thảo ở Mỹ gửi cho ông. Đó, thì nói đi chìm ghe tôi mừng quá vì có nhà mới. Hay là sao? Hả? Tại vì ra nãy giờ rồi bây giờ tôi rất là cảm ơn hai chị. Chị gì? Chị Thuận. Thuận hả? Thuận, con kêu bằng chị với lại bằng Thảo. Bằng Thảo giúp đỡ cho tôi là con đi, ông kêu bằng con. Người con cháu. Một người con đó, một người em. Rồi nói lại. Ủa đâu có hoài không đổi hết trơn. Lại bây giờ 1 2 3 bắt đầu nha. 2 3 Thì tôi chỉ mong đợi là bà con trong nước và nước ngoài giúp đỡ cho tôi. Mơ là tôi tiến hành cất nhà đó, tôi yên tâm rồi. Bây giờ tôi không còn lo sợ là chìm ghe cậu nữa. Rồi là tôi cho tôi ngủ yên giấc là tôi khổ. Không giờ tôi ngồi nghĩ là sự cố xảy ra nữa. Đó, đừng có nhà tôi quá mừng rồi. Tôi mong đợi ngày chìm ghe này lâu lắm rồi. Nó lưng cứng nó báo một chút rồi. Không có đó, tôi nói nghiêm túc hoàng á. Bị sự cố liền. Nói chia sẻ cho ông ba vui. Nói để nhưng mà chọc cho ông ba có tiếng cười. Là ra khi mà một cái sự cố chìm ghe trong đêm gì một mình lủi thủi trên chiếc ghe như thế này á, thấy thật ra nó cũng rất là tủi thân. Đặc biệt là tuổi già rồi, không có con cái bên cạnh nữa. Con cái cũng phải làm đụng vất vả. Nhưng mà rồi những cái sự cố như thế này đối với ông ba là nó là một cái biến cố lớn. Thì đâu đó rằng người ta cho một cái chiếc ghe như thế này á, nó là một cái chiếc ghe mơ ước này. Mà bây giờ chìm rồi không biết sống ở đâu. Cũng may là có cô chú anh chị cùng chung tay với nhau để mà cho ông ba có một cái nơi ở mới tốt hơn. Thì con mong rằng á, ai cũng có sự thay đổi và cuộc đời của ai á, nó cũng phải gặp những cái biến cố trong cuộc sống á. Có người thì gặp biến cố lớn hơn, người giàu thì có thể người ta gặp biến cố lớn hơn. Người như ông ba này gặp biến cố nó nhỏ hơn tí xíu, nhưng mà đối với mọi người nó có nỗi buồn riêng. Thì con mong rằng ông ba sẽ vơi đi cái nỗi buồn này và để nó lấy đó làm cái động lực để mà thời gian tới sinh sống ở trên bờ. Cố gắng giữ gìn sức khỏe, có gì khó khăn thì cứ alo cho tụi con hay. Những người luôn đồng hành cùng với ông ba trong cái suốt chặng đường còn lại. Nếu như muốn về Cà Mau thì alo con chạy xuống nước nha. Đây con thấy chịu không? Nếu như muốn về Cà Mau thì con chạy xuống con nước chịu không? Có ai đi vậy? Nếu mà đi chơi thì có đi chơi với gã luôn, rất được tôi. Tôi phải toán lương tâm cho phép nữa. Nhưng mà đi chơi thì ở rồi chắc có cũng ông ba cũng có cuộc gọi nè, ông ba nghe nè. Xài điện thoại xịn không? Alo. Dạ, cha rồi con ơi. Dạ, cha phải không? Cha phải á. Con gọi hay con nuôi? Con gọi. Dạ,
Cha bây giờ đang sự cố ở chiếc ghe rồi coi. Ghe chìm nè. Ghe chìm hả? Ở chiếc ghe của cha chìm. Ở chiếc chìm ở chỗ nào? Vậy cha ở đậu ở trên bờ á. Chìm bữa nay 3-4 ngày rồi coi. Dạ còn ở được không? Còn ở được mà. Mơ gì rồi? Cha chọn đi rồi, có gì con điện xe, rồi tối nay cha lên xe lên con nha. Không được đâu, bữa nay cha báo con là mời là cái nhà hậu tâm cất cha cái nhà rồi, bữa nay là cưa cây sẵn cho con thôi. Rồi mời bắt đầu tiến hành. Cất nhà ở đâu? Cũng ngay cái kia cha đậu á, mời trên bờ. Ủa cất rồi nước ấy là chìm đó sao? Không có đâu, mà cất nhà sàn cao lên 4-5 tấc rồi coi. Bắt cao rồi. Con thuê cái nhà này rộng lắm, cha lên đây coi nhà cho con đi, ở đây con đi. Không được đâu ơi. Cha đang hứa với mà các nhà hảo tâm nọ mạnh quân rồi đâu không được coi. Cái vợ kêu cha đi chơi là cha con không đi được nữa à. Thì cha báo con là vui là cha mời là tiến hành cất nhà coi. Còn Dũng mà. Con vợ cha đây hai cái nhà nè, đi lên đây ở con đi thôi khoảng cất đi. Thôi đâu được, không được. Cái đó của người ta nước ngoài, tôi gửi tiền về cấp cho cha chứ ra đâu, đâu có làm bậy bò được. Vậy hả? Ừ. Ở cấp cha xong lên nha. Rồi chừng nào mà cha có lên cho điện con. Dạ, bây giờ cha ở chờ nhà ấy. Cha đang ở nhà có chú Mười Tú á. Mười Tú, là ai con không biết đâu. Không biết rồi, chết cả cha mày. Không biết đâu, cà chơi đi. Cà chơi đi, cà chơi đi. Cà chơi đi, tự cha chữ cha, chứ lâu chữ con đâu mà con sợ. Dạ. Ừ, cha, cứ cha. Bà sao mà cái ghe của cha nó chìm dữ vậy? Thôi, sự cố coi, nằm trên cái cây mà cái vườn nó cao lắm. Nước nó dần lên cao quá rồi đó, nó nằm trên cây. Rồi cái chừng mà... gắt xuống đó, tàu gắt xuống rồi thành ra nó dán rồi nó hở be cho dòng nước quá trời coi, nó chìm luôn. Ông ba nói chuyện với con rồi con. Dạ. Chạy ừ. Chìm là bỏ luôn hả? Làm nhà trên nè nè cái. Nè nè. Con hả? Ừ. Con ruột hả ông ba? Con ruột ở Đồng Nai đó. Sao kêu ra ngoài ở ông ba không chịu? Ôi ổn xa lắm. Trời ơi, ra ngoài ở 30 ngày tôi đầu về rồi. Không chịu hả? Không chịu đâu. Ở ngoài khác nước cháu nước vô được đâu. Ở trển đầu núi đâu phải như đây. Ở đây muốn tắm lên trển đầu núi nó bức nó nóng nực nó chết. Rồi thôi con với chị Hường xin phép về. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ thôi chị em mình về ha. Thôi vậy xin đóng chào quý bà con cô bác. Dạ chúc mừng chú ba ông có nhà mới ha. Dạ. Vậy ra. Chìm ghê là sao? Hả? Chìm ghê là sao? Chìm ghê nổi, cổ đau khổ quá. Chìm ghê đau khổ quá. Đau khổ quá. Bây giờ về con. Dạ. Dầu về sức khỏe. Dạ. Bây giờ báo với cha con là chú sự cố bây giờ không có được nhà cửa rồi. Dạ. Mà bên Mạnh Hùng Quân cất là mơ cất chú. Dạ. Dạ. Chú nói con mà... Dạ, vậy con cũng mừng cho chú rồi. À, thôi dạ. về bé con. Dạ. Ừ. Rồi gửi lời thăm hơn này nói ha. Dạ. Ừ. Chú ba cũng gắng giữ gìn sức khỏe nha. Rồi. Dạ. Ừ.